Chào Tuấn Anh. Rồi em thấy chương trình như thế nào Tuấn Anh? Có đau đớn gì không? Em đau rồi. Không thấy đau nữa đúng không? Em đau. Em có khó chịu gì trong cái quá trình sinh hoạt không? Không. Hiện tại ăn. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Tuấn Anh cũng như ekip phẫu thuật của chúng tôi. Là ngày thứ 5 sau phẫu thuật, là ngày đầu tiên của tiến trình kéo giãn hàm mặt. Thì bắt đầu là tiến trình từ ngày hôm nay nhé, mỗi ngày các bác sĩ sẽ đẩy cái hàm của em ra 1 mm, dự kiến trong vòng 2 tuần nhé, đã khoảng 15 mm là đạt về cái chỉ số chuẩn nhé. Ok, chắc lấy cho cái dụng cụ đi. Đấy, sẽ bắt đầu xoay từ từ. Có cảm giác gì không em? Không. Rồi có cảm giác gì không? Không. Bác sĩ đang vặn đấy, hàm của em đang tiến ra phía trước đấy. Tôi vừa bắt đầu cái chu trình kéo giãn bằng cái việc chỉnh hình, vặn cái khung của Tuấn Anh trên cái vùng mặt đó. Đối với phương pháp kéo giãn chỉnh hình hàm mặt và chúng tôi ứng dụng cho Tuấn Anh là một phương pháp sử dụng khung cố định bên ngoài để kéo giãn chỉnh hình hàm mặt. Thì đây là một trong những phương pháp mà tối ưu, chỉ áp dụng đối với những trường hợp nặng đòi hỏi cái sự chỉnh hình lớn. Đấy, cái xương hàm phải kéo tiến ra trước nhiều, cho nên chúng tôi sẽ phải để sử dụng cái phương pháp kéo giãn bên sử dụng khung cố định ngoài. Và phương pháp này đem lại một kết quả rất khác biệt và chỉ định cho những trường hợp nặng thôi. Và sau cái bước vặn đầu tiên đó là cái khuôn mặt của Tuấn Anh đã tiến ra trước 0.5 mm. Cảm giác rất dễ chịu và Tuấn Anh cũng rất là hài lòng với cái việc kéo giãn đó và không gây đau đớn gì cho bạn đó cả. Cảm giác tính ít của bác sĩ và mọi người, không chỉ của riêng mình, của bác sĩ mọi người và những người thân của mình sau khi thấy khuôn mặt nhé, thay đổi rõ rệt sau lần phẫu thuật đầu tiên và khi đã thiết bị vào. Và khi dần nói ra kinh nghiệm dần nói nhất thì mình đã cảm thấy được là khi dần nói được nhiều lần như vậy thì chắc chắn là gương mặt sẽ thay đổi rõ rệt và sẽ rất là đẹp. Chúng tôi cũng rất là ghi nhớ cái ngày và chúng tôi sẽ đánh dấu mốc cái ngày đầu tiên của bạn ấy. Và chúng tôi sẽ theo dõi kết quả trong cái tiến trình đó từ giờ cho đến 15 ngày sau sự thay đổi sẽ như thế nào. Và các bạn cũng sẽ nhìn thấy sự thay đổi của Tuấn Anh trong 15 ngày tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi.